Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine đã bắt đầu ngày họp đầu tiên vào hôm qua 15 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock. Sau cuộc họp báo có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phái đoàn các nước bước vào phiên thảo luận chung, cùng với đó là cuộc gặp bên lề. Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Thụy Sĩ tổ chức hội nghị, cũng như bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ mở ra cơ hội thiết lập hòa bình ở Ukraine càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Tổng thống nước chủ nhà Viola Amherst đánh giá tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng Thụy Sĩ vẫn tiếp tục cam kết thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Theo bà, cuộc xung đột ở Ukraine đang đặt ra những thách thức và hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các bên chia sẻ quan điểm nhằm tìm ra một giải pháp cho hòa bình Ukraine. Bà cho rằng, cộng đồng quốc tế nên chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán trực tiếp giữa các bên có liên quan, và đó là lý do hội nghị này diễn ra. Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Tham dự hội nghị có đại diện của 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ. Nga không tham dự hội nghị. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 15 tháng 6 theo giờ Thụy Sĩ đã công bố gói viện trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine khôi phục hạ tầng năng lượng và giải quyết tình hình nhân đạo trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước láng giềng bước sang tháng thứ 27. Gói viện trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ được bà Kamala Harris công bố trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra tại thành phố Luzon của Thụy Sĩ. Trong gói viện trợ này, khoảng 500 triệu đô la Mỹ sẽ dành cho ngành năng lượng Ukraine, cùng 324 triệu đô la Mỹ được điều chuyển từ những khoản chi công bố trước đó để hỗ trợ quá trình sửa chữa khẩn cấp nhằm khôi phục hạ tầng năng lượng và đáp ứng những nhu cầu khác của Kiev. Ngoài ra, bà Harris cũng công bố hơn 379 triệu đô la Mỹ từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID dành cho hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ người tị nạn và bảo đảm cung cấp lương thực, nước uống, nơi ở, dịch vụ vệ sinh cho hàng triệu người dân Ukraine. Sự kiến bà Harris sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden phát biểu tại hội nghị hòa bình cho Ukraine. Còn ông Biden sẽ kết thúc việc tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Italia và quay trở về Mỹ tham dự buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông ở Los Angeles. Được sự cho phép của tòa án, cơ quan phòng chống ma túy Campuchia vừa tổ chức đốt tiêu hủy hơn 4 tấn ma túy tại quận Prep No, thủ đô Phnom Penh. Phát biểu với báo giới, Đại tướng Mia Virit, Tổng thư ký Ủy ban phòng chống ma túy quốc gia cho biết, tổng số ma túy được tiêu hủy lần này là 7,35 tấn, trong đó 4,1 tấn ma túy và hóa chất được tiêu hủy bằng cách cho vào lò đốt. Số còn lại sẽ được trung hòa bằng hóa chất. Số ma túy chúng tôi đốt ở đây hôm nay nặng 4,1 tấn. Nếu quy ra tiền mặt, chúng sẽ trị giá 22,7 triệu đô la Mỹ. Còn trên thị trường bất hợp pháp, chúng sẽ có giá trị lên tới 67 đến 68 triệu đô la Mỹ. Hầu hết số ma túy này được buôn bán từ khu vực Tam Giác Vàng giữa Đông Bắc Myanmar, Tây Bắc Thái Lan và Bắc Lào đã bị thu giữ trong 3 năm qua, bao gồm cocaine và cần sa khô. Campuchia không phải là quốc gia sản xuất ma túy, mà là quốc gia được các nhóm tội phạm ma túy lợi dụng để buôn lậu từ nơi sản xuất sang nước thứ ba, nơi có giá thị trường cao hơn. Trước đó, phát ngôn viên Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Trung tướng Chay Kim Khon cho biết, từ đầu năm đến nay, Campuchia đã triệt phá 4.329 vụ án ma túy, bắt giữ 10.793 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã đóng cửa 7 câu lạc bộ giải trí, nhà hàng karaoke trên cả nước. Ít nhất 9 người đã bị bắn tại một khu vui chơi giải trí ở thành phố Rochester Hill thuộc bang Michigan của Mỹ ngày hôm qua, 15 tháng 6. Hiện cảnh sát đang bao vây một ngôi nhà tình nghi có nghi phạm lẩn trốn trong đó. Phát biểu họp báo tối cùng ngày, cảnh sát trưởng quận Oakland, ông Michael Burchard cho biết, có 9 hoặc 10 nạn nhân bị thương trong vụ xả súng tại công viên Brooklyn Plaza Splash Pad ở Rochester Hill, trong đó có một trẻ 8 tuổi. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, ít nhất một người phải phẫu thuật và hiện đã ổn định. Ông Burchard cũng cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên thông báo về vụ việc khoảng 17 giờ 11 chiều, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và tìm thấy một khẩu súng ngắn cùng 3 băng đạn rỗng. Theo điều tra sơ bộ, dường như nghi phạm đã bắn tới 28 phát súng. Cảnh sát với sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm SWAT cùng các xe bọc thép đã bao vây ngôi nhà tình nghi là nơi mà nghi phạm đang ẩn náu.
ngôi nhà này cách hiện trường vụ án khoảng 800 mét và cảnh sát nghi ngờ còn nhiều vũ khí trong đó. Các nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường vụ án, cũng như khu vực nghi phạm đang ẩn náu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer thông báo đang theo dõi sát tình hình vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra động cơ của vụ tấn công.